Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, bão và lốc xoáy dữ dội ở bang Tennessee, Mỹ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Các tòa nhà trở thành đống đổ nát và cộng đồng dân cư rơi vào tình trạng mất điện khi thời tiết khắc nghiệt tàn phá nhiều khu vực ở bang miền nam nước Mỹ. Ngoài ra, 23 người đang được điều trị tại bệnh viện, hơn 80.000 người trên địa bàn bang đã chịu cảnh mất điện tính đến tối hôm 9 tháng 12. West Golding, thị trưởng quận Montgomery cho biết, đây là một ngày buồn đối với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương, mất người thân và mất nhà cửa. Văn phòng Cảnh sát quận Montgomery cho biết một số ngôi nhà ở thành phố Clarksville bị hư hại. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết nhiều cây cối, đường dây điện và nhà cửa cũng bị bão tấn công ở thị trấn nông thôn Dresden, Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh ra đường vì các dịch vụ khẩn cấp đang khẩn trương ứng phó với tình hình ở các khu vực khác nhau. Chính quyền quận Montgomery cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm và cứu hộ sau thảm họa. Một trường học và nhà thờ địa phương đã được trưng dụng để làm nơi trú ẩn cho những người phải di rời hoặc cần hỗ trợ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lốc xoáy đối với một số vùng ngoại ô ở thành phố Nashville. Trước đó, bầu trời tại Hendersonville, bang Tennessee, xuất hiện những chớp sáng kỳ lạ trong cơn bão lốc xoáy. Bên cạnh đó, văn phòng cảnh sát trưởng quận Montgomery cho biết, một số ngôi nhà tại thành phố Clarkvin đã bị hư hại. Trong lúc này, các lực lượng phản ứng khẩn cấp đang được triển khai tới nhiều khu vực tại bang Tennessee. Quận Montgomery vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ nhằm ứng phó trước thảm họa. Trước đó, một trận lốc xoáy lớn đã càn quét qua hai bang Mississippi và Alabama, Mỹ, khiến ít nhất hai ba người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại cho hai bang này. Giới chức địa phương và liên bang cho biết, trận lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại trong suốt quãng đường hơn 160 km mà nó đi qua. Hàng chục nghìn người đã không có địa sinh hoạt tại các bang Mississippi, Alabama và Tennessee. Nhiều đội tìm kiếm và cứu hộ khi đó đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích và trợ giúp người dân gặp nạn thống đốc bang Mississippi, Ted Reves, thời điểm đó cũng ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, rất nhiều ngày, tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ở mức xấu, ảnh hưởng lớn tới chất lượng sức khỏe người dân. Một lớp sương mù trắng đục và bụi mịn liên tục bao phủ thủ đô. Sáng ngày mùng 3 tháng 12, ứng dụng IQE liên tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có thời điểm ứng dụng này xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ ba thế giới. Lúc 11 giờ cùng ngày, điểm đo 556 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiển thị chỉ số chất lượng không khí AQI là 160, mức không khí xấu. Từ 7 giờ đến 12 giờ, chỉ số này liên tục dao động ở mức xấu. Cụ thể, lúc 7 giờ là 151, 8 giờ hiển thị 162, 9 giờ là 167, 10 giờ là 165. Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường cảnh báo những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng theo ứng dụng PAME lúc 12h30 AQI tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, huyện Trương Mỹ, Hà Nội đo được là 186. Tại Thư viện xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng là 198, có hại cho sức khỏe. Đây là những điểm có chỉ số AQI ở ngưỡng cao. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường là từ chính các hoạt động của con người và thời tiết, khí hậu có tính chất tác động theo phân tích của tiến tí sĩ hoàng dương tùng trong và ngoài thành phố hà nội nhiều cơ sở tái chế như tái chế nhôm trì không có hệ thống xử lý khí thải theo quy định bảo vệ môi trường họ sản xuất nhưng không tuân thủ quy định dẫn tới tình trạng ô nhiễm bên cạnh đó các phương tiện cá nhân như ô tô xe máy dùng xăng dầu cũng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 7 triệu xe máy lưu thông, trong đó nhiều xe máy đã cũ, không được bảo trì thường xuyên, khói đen thải ra môi trường là nguồn phát thải bụi mịn PM2.5. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, một nguyên nhân nữa là do khí hậu thời tiết. Cũng nguồn phát thải như thế nhưng những tháng mùa hè, nhiều ngày không khí rất sạch. Mặc dù bụi mịn PM2.5 thải vào không khí nhiều, nhưng bị rửa trôi nhờ các cơn mưa, bão hoặc phát tán lên cao, đi các vùng khác nhờ các cơn gió mạnh. Mùa đông, trời ẩm thấp, gió rất lặng nên bụi mịn luẩn quẩn dưới tầng thấp. Đó là đặc điểm của các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội nên trong thời tiết mùa đông rất nhiều ngày không khí bị ô nhiễm nặng. Thực tế được tiến sĩ Hoàng Dương Tùng chỉ ra, nhiều nước trên thế giới đã hạn chế giao thông cá nhân và xây dựng hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao. Vì coi là nguồn phát thải ô nhiễm nên nhiều thành phố trên thế giới hạn chế xe máy, ô tô dùng xăng, dùng dầu và khuyến khích dùng xe điện. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng khuyến cáo người dân trước hết phải tự bảo vệ mình, phải theo dõi thường xuyên các trang web hoặc các app có chỉ số AQI để biết khu vực mình ở mức độ ô nhiễm không khí. Không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường. Khi ra ngoài đường phải bịt khẩu trang loại chống được bụi mịn PM2.5. Trong nhà đóng cửa, ra ngoài đường về cũng phải rửa mắt, rửa mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường mới đây đã phát đi văn bản đề nghị Sở Tài nguyên môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trên địa bàn tỉnh thành phố. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra giám sát các nguồn thải khí thải, đặc biệt là các điểm đốt mở, đốt xác thải, đốt sơm dạ, phụ phẩm nông nghiệp, khu vực công trình xây dựng, nguồn điểm từ các cơ sở sản xuất công nghiệp. Cục cũng đề nghị các đơn vị khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là với các nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào từ 5 đến 7 giờ sáng và 14 giờ đến 19 giờ tối cục kiểm soát ô nhiễm môi trường đề nghị sở tài nguyên và môi trường báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện xã và các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không đốt chất thải rắn dơm dạ phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát thải khí thải bụi gây ô nhiễm môi trường thường xuyên kiểm tra thực tế xác định và ngăn chặn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra đôn đốc các chủ dự án đơn vị quản lý thi công các công trình xây dựng giao thông cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu phát tán bụi khí thải ra môi trường xung quanh che chắn công trình phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phế thải xây dựng phun nước rửa đường rửa xe ra vào công trình phá rỡ công trình xây dựng